không gom vào trong này là đã có một cái tinh thần. Nhưng mà khi mà vào tới đây nữa, các đồng chí xác định thêm thì chúng ta cứu được nhiều người dân là các bạn hoàn thành được. Đây là trách nhiệm của một quân nhân đó, là cùng đồng hành và cùng với bà con để vượt qua thời điểm khó khăn này. Các phương tiện khác thì không có thể đi vô sâu được trong các con hẻm hết rồi. Nhưng mà với chiếc xe này mình có thể đưa lương thực thực phẩm vào sâu cho bà con nhân dân hơn. Kéo vô. Từ từ. Không kể ngày lẫn đêm thì tất cả có những cuộc gọi điện thoại. Nếu cần tư vấn chúng tôi tư vấn tại chỗ, còn nếu bệnh nhân khó thở suy hô hấp tại nhà thì chúng tôi sẽ cơ động đến ngay để kịp thời cứu chữa bệnh nhân. Chúng cháu đây ở rất gần ông nhé, có gì thì người nhà sẽ điện liên lạc nhé. Luôn xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu, làm hết sức mình, hết trách nhiệm của mình để đồng thời mang đến được những cái sản phẩm nông sản cũng lương thực thực phẩm hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Số 62 Dũng Tấn rồi. Dạ phải. Tất cả những việc quân đội làm đến ngày hôm nay có thể nói rằng là một phần không thể thiếu, không chỉ trong lực lượng trực tiếp chống dịch mà trong cả huy động sự đồng lòng, đồng sức của toàn dân để tham gia. Cảm ơn thầy rất nhiều, tất cả là bao nhiêu sự hy sinh. Bây giờ thấy mấy nhà anh em quân nhân mà bây giờ vô giúp đỡ cho đồng bào của mình đó, thấy tội nghiệp trước đầu. Cũng mong dịch bệnh này nó mau qua để mấy anh chị em trở về với gia đình quê hương của mình đó.